Chào các em, thầy tiếp tục giúp các em giải Vinmec của khối lớp 9 vòng 10, vòng thi cấp trường mà các em đã thi ở đầu tuần. Bây giờ thầy mới giảng lại để các em nắm được kinh nghiệm, ha, hỗ trợ cho những cái vòng thi tiếp theo. Trước tiên thì thầy nhắc các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy đi ha. Các em vô trang web quyenluan.wordpress.com, các em nhấp vào địa chỉ kênh phụ này. Và kênh này tên là Toán Thời Luận. Các em nhấp đăng ký liền đi. Đó, để lỡ cái kênh chính thức mà các em đang xem của thầy á, nó đứt một phát là mình không còn cách nào liên lạc với nhau được nữa. Lúc đó các em sẽ không được học những video của thầy nữa. Tìm thầy ở trên YouTube nó, lúc đó nó giống như là tìm một cái thuyền ở giữa đại dương Internet bao la. Còn cái kênh các em đang xem hiện tại thì nó cũng khá nổi tiếng rồi, cho nên tìm nó dễ. Nhưng mà YouTube là họ có khả năng họ giữ cái kênh của thầy lại một thời gian cỡ vài tuần để họ xác minh. Thì có một số người xấu họ vu khống kênh của thầy á, cho nên nó xác minh. Cái này cũng bị vài lần rồi ha. Nhưng mà nhanh thì nó sẽ trả liền, còn chậm á thì nó làm phiền toái thầy trò mình. Thì lúc đó các em đăng ký kênh dự phòng rồi á thì thầy sẽ thông báo từ đây về các cái nick của các em. Các em sẽ tìm được thầy ngay ha. Còn muốn đăng ký các khóa học thì vô đây. Vậy thôi, thầy không nói nhiều nữa. Ta bắt đầu làm bài. Bài thi số 1. Bức tranh bí ẩn. Thường thường cái loại này nó dễ. Lớp 9 thì trình độ cao rồi, thầy đi nhanh hơn các cái lớp khác nha. Cái này là bấm máy luôn. Căn bậc 3 các em. Căn bậc 3 của 20 cộng 14 căn 2 cộng cho căn bậc 3 của 20 trừ 14 căn 2 bằng 4 nha. Cái này mà giải bằng toán tự luận là cũng phê nha. Thì sắp tới thầy mở những cái khóa học luyện trường cấp 3, luyện trường chuyên vân vân. Thì thầy sẽ luyện biến đổi toán học của những cái loại này ha. Còn giờ là thi Vinmec. Các em nhớ thi Vinmec nó khác với toán tự luận này. Nó có thời gian khống chế là mình phải làm càng nhanh càng tốt. 4. Đáp án nào 4 này mình nghi nè. Thử đáp án này coi. Căn 2 mở ngoặc căn 8 trừ căn 32 cộng 3 căn 18 bằng 14 nè. Cái này bằng 14 ha. Còn cái này bằng 4. Vậy là cái nào? Cái này không phải rồi. Thử cái này coi. Cái này thì bằng 6. Cũng phải cái này luôn. Vậy là cái này rồi. Thầy giải cái bài toán này bằng toán tự luận thử coi. Giải bài này thử nha. Cái căn này nó sẽ thành là căn của 3x trừ 1 tất cả bình. Các em thấy không? Căn 3x trừ 1 tất cả bình thì nó thành giá trị đối của 3x trừ 1. Rồi. Thầy chuyển trừ 4x qua bên kia là thành 4x trừ 5. Tới đây suy ra hai bài toán con. 3x trừ 1 nó sẽ bằng 4x trừ 5. Và bài toán thứ hai là 3x trừ 1 bằng số đối của nó, tức là 5 trừ 4x. Rồi tiếp tục giải. Các em sẽ suy ra x bằng. Bài thứ nhất là x sẽ bằng 4. Bài thứ hai là x sẽ bằng 6/7. Thì hai giá trị này số 4 là lớn hơn, đúng không? Số 4 người ta đòi x lớn hơn 1. Người ta lấy số 4 vậy nó chính là cái này à. Cái này bằng 11. 11 đây các em, 5 cộng 6. Giá trị nhỏ nhất của cái này ở nít trước thầy giảng rồi các em nhé. Nít trước thầy giảng rồi. Còn nếu cần thầy giảng lại chỗ này luôn. Biểu thức A sẽ bằng x cộng 1, tức là căn của x cộng 1 tất cả mũ 2, rồi trừ cho 2 lần căn của x cộng 1, rồi thầy tự cộng 1 và trừ đi 1. Bây giờ các em thấy là nó sẽ thành là căn của x cộng 1, đúng không? Căn của x cộng 1 này, trừ 1 tất cả bình, rồi trừ cho 1. Vậy cái này lớn hơn bằng trừ 1 em. Cái này là hàng đẳng thức nè, lớn hơn bằng 0.
vẫn có thể bằng 0. Trừ 1 vậy là lớn hơn bằng trừ 1, đạt được cái này bằng 0. Người ta hỏi giá trị nhỏ nhất thì ta trả lời trừ 1 thôi. Câu số 5 này bấm máy thôi. Căn bậc 3 của 1 cộng căn 2 nhân cho căn bậc 6 của 3 trừ, cái này thầy giải nít số 2 rồi các em nhé. Nít số 2 thầy giải kỹ lắm, các em trở lại nít số 2 xem cái cách suy luận của thầy. Này ra 1. 1 thì không thể là cái này, không thể là cái này. Vậy là cái này à, cái này kìa. Đúng luôn. Câu số 7, cái này bằng 5. Thì cái này cũng bằng 5. Rồi, cái này ta bấm máy đi. Trừ 2 căn của trừ 36 trên trừ 16 cộng 5 căn của 81 trên 25 6. 6 thì là cái này. X trừ 6 tất cả bình bằng 0 thì x sẽ bằng 6. Câu số 8, cái này tính bằng máy tính. Căn 4 cộng căn 7 cộng cho căn 4 trừ cho căn 7 được bao nhiêu bình phương lên? Nó ra 14 kìa. 14 là cái này, hồi nãy mình tính rồi. Nãy này ra 14. Câu hỏi số 2, 0,3 cộng 1,7 thì bằng 2. Cái này thì cái này sẽ bằng là 10. Thôi mình giảm này trước đi. Như vậy căn 2x cộng 4 sẽ bằng 6. Vậy 2x cộng 4 sẽ bằng 36. 36 trừ 4 là 32. 32 chia đôi là 16. Vậy nó là cái này. Cái này 17 trừ 1 cũng bằng 16 nữa. Rồi xong. Bài thi số 2. Tiết kiệm thời gian, ra con nào chụp con đó. Thường thường rắn ra trước nha. Rồi vẽ hình nhanh. Vuông ở A, AB bằng 9, BC bằng 15. Như vậy AC bằng 12. Thành phản xạ rồi. Rồi sin C bằng 3 phần 5. Đúng. Tan C bằng 3 phần 4. Đúng. Cotan C, cotan C bằng kề chi đối là 4 phần 3. Để sin B bằng 3 phần 5 là sai. Sin B phải bằng 4 phần 5 mới đúng. Cái này sai nè. Còn về 2, các em trừ thôi, lấy căn 5 trừ 3 coi ra bao nhiêu sắp xỉ. Ồ là số âm. Cái này số âm. Số âm mà đi so với 2, 2 lớn hơn nhiều. Đúng không? Con hổ. X thay bằng trừ căn 2, bình lên là thành 2. 2 cộng 3 là 5. Con khỉ. Rồi bây giờ thầy có thời gian, thầy rảnh thầy giải cái này nè. Hôm nít số 1 là thầy giải chưa kỹ, bởi vì thời gian nó đuối quá, ít quá. Bây giờ thầy giải bài này đúng nghĩa luôn nha. Bây giờ các em sẽ có là 3x mũ 2 á, cộng 6x cộng 7 thì nó sẽ lớn hơn bậc bằng. Các em dùng chức năng trong khóa học V91 của thầy đã dạy, các em làm 3, 6, 7. Giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 4, lớn bằng 4. Nó bằng 4 khi x bằng trừ 1. Đó. Tương tự. Nên mũ 2, xin lỗi. Tương tự nè. 5x mũ 2 cộng 10x cộng 21 thì nó, các em dùng khóa kỹ thuật trong khóa học V91 em giải 5 21. Giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 16. Bằng 16 khi bằng trừ 1 luôn. Như vậy suy ra căn của cái này nè sẽ lớn hơn bằng căn 4. Mà căn 4 thì bằng 2, đúng không? Và nó sẽ bằng 2 khi x bằng trừ 1. Tương tự, căn của cái này sẽ lớn hơn bằng căn của 16. Mà căn 16 bằng 4. Và nó sẽ đạt được cái giá trị đó
cũng khi x bằng trừ -1. Suy ra vế trái. Vế trái là cái bên trái dấu bằng nè. Nó sẽ lớn hơn bằng 2 cộng 4. Tức là lớn hơn bằng 6. Không? Và nó sẽ bằng 6 khi x bằng -1. Lúc x bằng -1 thì thằng này bằng 2, này bằng 4 và cái vế trái nó sẽ bằng 6. Còn ngoài ra sẽ lớn hơn 6. Giờ các em lại để ý tiếp. Cái vế bên phải là 5 trừ 2x trừ x mũ 2. Lại dùng kỹ thuật trong khóa học V91 thầy đã dạy. Các em nhập. Các em sẽ tìm được giá trị lớn nhất là bằng 6. Tức là nó nhỏ hơn bằng 6. Nó sẽ bằng 6 khi cũng cái chức năng đó, nó sẽ tìm ra bằng 6 khi x bằng -1. Đó. Vậy các em suy ra vế phải thì nhỏ hơn 1 bằng 6. Không? Và nó sẽ bằng 6 khi x bằng -1. Vậy tới đây các em thấy nè, bên trái thì luôn luôn lớn hơn hoặc bé nhất là bằng 6. Còn bên phải thì luôn luôn là nhỏ hơn hoặc cao lắm là bằng 6. Vậy hai vế chỉ có một cơ hội bằng nhau, đó là cùng bằng 6. Và lúc cùng bằng 6 thì x đều bằng -1. Thì đó chính là nghiệm của cái bài toán đó. Giá trị của x mà làm cho hai này bằng nhau chỉ có số -1 đó thôi. Còn nếu không phải thì một bên lớn 6, một bên nhỏ 6 sao bằng nhau được. Rồi, cái bài này giá trị nhỏ nhất số dương hết rồi. Cái bài này thầy sẽ giải bằng toán tự luận như sau. Quy sẽ bằng, em phá tung tử ra, x nhân x là x mũ 2 cộng cho a cộng bx tự nhân nha, và cộng cho ab tất cả trên x. Giờ tới đây nó sẽ bằng, tách ra nó sẽ bằng x mũ 2 trên x cộng cho a cộng bx trên x rồi cộng cho ab trên x. Đó thì quy nó sẽ bằng tiếp cái gì, x cộng cho a cộng b giờ cộng cho ab trên x. Rồi bây giờ em nào đã học khóa học V91 của thầy giơ tay. Nếu học khóa học V91 rồi thì các em sẽ thấy là ta sẽ dùng bất ẩn thức Cauchy ha. Rồi đây, cộng cho a cộng b thì để đằng cuối. Giờ các em để ý cái này nè, nó sẽ chính là bất ẩn thức Cauchy đó ha. Rồi nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của x nhân cho ab trên x, tức là nó sẽ lớn hơn bằng gì tiếp, nó lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn ab đó. Các em học V91 rồi thì các em mới biết bất ẩn thức Cauchy là gì nha. Còn chưa học thì thầy bó tay thôi. Ở đây thì không có thời gian giải đâu. Vậy quy nó sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn AB giờ cộng cho A cộng B. Thôi bỏ ngoặc luôn đi, ghi ngoặc cũng thừa. Như vậy là quy nó sẽ lớn hơn bằng, cái này chính là hàng đẳng thức này các em, A cộng 2 căn AB cộng B tức là căn A cộng cho căn B tất cả bình phương. Như vậy đó chính là giá trị nhỏ nhất đó. Giá trị nhỏ nhất của nó lớn hơn bằng cái đó, tức là giá trị nhỏ nhất. À, nhớ bất ẩn thức Cauchy chỉ dùng với những số dương thôi các em nhé. Con mèo điều kiện xác định là x cộng 2 lớn hơn 2, lớn hơn trừ 2, xin lỗi, lớn hơn trừ 2, không được bằng trừ 2 bởi vì mẫu sẽ bằng 0, và không được nhỏ hơn trừ 2 bởi vì trong căn sẽ âm. À, con ngựa, cái này bằng căn A, ở nít trước thì giải rồi, nít trước thì giải rồi. Thử lại cho chắc đi, thử lại cho chắc đi các em. Căn alpha A
trên căn A trừ 2 cộng cho căn A trên căn A cộng 2 chia cho căn 4 A trên A trừ 4. Rồi đáp án là bằng căn A kìa, đúng luôn. Con heo tìm giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của cái này, cái này lại dùng bất công thức rồi. Rồi giờ kiểm đặt ẩn phụ đi. Mấy cái bài này hay đặt ẩn phụ. Ở trong khóa học V91 thầy cũng có giới thiệu một cái bài tương tự bài này rồi. Đặt căn của 9 trừ x mũ 2 bằng T, đúng không? Từ đây các em suy ra là 9 trừ x mũ 2 sẽ bằng T mũ 2, bình phương lên thôi, đúng không ta? Đúng không? À mà không cần đâu các em, không cần đâu, không cần. Bài này không cần đặt ẩn phụ, bài này ta dùng bất ẩn thức Cauchy thôi. Thầy nhắc lại bất ẩn thức Cauchy mà thầy đã dạy trong khóa học V91 cho em nhé. Đó, giờ thầy áp dụng nè, áp dụng nè. Thầy có 9 trừ x bình là thầy coi như a nhỏ đó, cộng cho b nhỏ tức là x bình đi, nó sẽ lớn bằng 2 lần căn của a nhân b, tức là 2 lần căn của 9 trừ x bình rồi nhân cho x bình. Đó, giờ tới đây các em thấy à, 9 trừ x bình rồi cộng x bình thực ra là 9 thôi, còn bên này nó sẽ thành 2 lần căn của 9 trừ x bình, căn của 9 trừ x bình, đúng không? Còn cái x bình kia thầy cho ra ngoài căn thì nó sẽ thành giá trị tuyệt đối của x. Mà giá trị tuyệt đối của x á thì nó còn sẽ lớn hơn bằng x. Các em học rồi, giá trị của x bao giờ cũng lớn hơn bằng x hết. Đó, bài này gặp toàn câu khó. Thì tóm lại là thầy có cái gì, 9 nó sẽ lớn bằng 2 lần, thầy giao hoán lại x ra trước, còn cái căn 9 trừ x mũ 2 ra sau. Đó, tới đây cái suy ra là x nhân căn của 9 trừ x mũ 2 thì nó sẽ nhỏ bằng 9/2. Đó chính là giá trị lớn nhất của nó đó. Đây chính là a nè, không, nhỏ bằng 9/2, tức là giá trị lớn nhất là bằng 9/2. Hiểu chưa? Không hiểu thì tham gia ngay khóa học V91. Các em nên tham gia đi. Rồi sắp tới thầy sẽ dạy V92 nữa. V92 một số bạn đóng học phí rồi nhưng mà thầy bận quá, thầy vẫn chưa làm được, chưa làm xong. Mùa này mùa thi học kỳ á, các em thông cảm thầy nha. Em nào không chờ đợi được thì thầy sẽ trả lại học phí ha. Con vẫn chờ đợi được để thi qua vòng trường, vòng huyện, vòng tỉnh thì thầy sẽ sắp xong rồi. Vài ngày tới là thầy sẽ phát hành cho các em cái đó, để khóa học V92. Rồi cái này các em bấm máy luôn cho nó khỏe đi. Căn bậc 3 của 3 cộng cho căn bậc 3 của 3. Không thấy gì hết trơn. Nhỏ quá, phóng to lên. Căn bậc 3, đúng rồi, căn bậc 3. Căn bậc 3 của 3 cộng căn 3 rồi cộng cho căn bậc 3 của 3 trừ cho căn bậc 3 của 3. Rồi thầy lưu nhớ cho A ha. Các em học khóa học V91 rồi các em thấy rất là lợi đúng không? Lưu nhớ rồi so sánh rồi. 2 căn bậc 3 của 3 lưu vô biến nhớ. Rồi ta lấy ta so sánh. Dạ nhỏ hơn 0 các em. Dạ A nhỏ hơn B. A là cỡ 2,80, còn B là 2,88, A nhỏ hơn B. Rồi A nhỏ hơn B đây, chọn A nhỏ hơn B. Trả lời. Con chuột gì mà to thế? Điểm nào không nằm trên thẳng y bằng hết? Điểm này x bằng 1 thì y phải bằng 2 mới đúng, đây là ra trừ 2, không? Xong. Các em đăng ký kênh phụ thầy liền đi các em, đăng ký liền đi. Không thôi là
Đây là lớp 6, lớp 7 đăng ký nhanh rồi nè. Mưa sau này các em tìm thầy không ra đâu nha. Lúc em sẽ không được học những bài học của thầy nữa ha. Rồi. Bài số 3. Hy vọng là dễ. À, kho báu. Kho báu như hôm qua thầy giải hết rồi mà. Cái này bằng 6, 2, 3 bằng 6. Cho x bằng 1, y bằng 5. Vậy là b sẽ bằng 6. B bằng 6, chuyển vế đổi dấu thôi. Để đồ thị hàm số song song thì hai hệ số A phải bằng nhau, hai hệ số góc phải bằng nhau á. Vậy là 2m sẽ bằng trừ 2 và m sẽ bằng trừ 1. Rồi, giá trị lớn nhất của yếu thức trong căn là các em dùng kỹ thuật trong khóa học V91 đó nha. Rồi, xong. Là nó bằng 4. Như vậy giá trị lớn nhất của A sẽ bằng căn 4, tức là bằng 2. Cái này bấm thôi. 5 căn 2 cộng 7 trừ cho 5 căn 2 trừ 7 2 bằng 2. Rồi, cái này thì sao? Tìm x. Các em dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V91, tìm cho nó nhanh. X mũ 2 trừ 5 x. Bài nào máy không giúp mình được á thì mình mới mất thời gian làm thôi. Rồi, đợi xíu nó giải. Còn nó giải không nổi thì mình giải ha. Coi bộ nó giải không nổi rồi đó. Đợi xíu. Chắc là nổi thì gì đâu. Rồi, x bằng 3 cái. 3 ha. 3 9. 9 trừ 15 cộng 12 trừ 6, đúng luôn, đúng bằng 0 luôn. Cái này thầy giải ở nít trước rồi nha. Cái nít số 2 á, nít số 2 số 1 á, nói chung là nít trước đó ha. Nó bằng 10. Chiều cao bằng 4. 4 5 20 chia đôi là bằng 10, đúng rồi. Cái này bấm thôi. Căn của 12 cộng 2 lần căn 11. Căn 12 cộng 2 lần căn 11. Trừ cho căn của 12 trừ 2 lần căn 11. Bằng 2 chứ. Rồi, cái này bấm thôi. 4 phần 3 căn 3 cộng căn 2 cộng cho căn của 3, 1 phần 3. À, 1 phần 3, rồi căn của 1,2 cộng cho căn 2 trừ cho căn của 4. Trừ cho 4 chứ. 4 lần căn của 1 phần 5. 4 này, ra 4. Bấm máy phải nhanh nha. BC bằng 10. BC bằng 10. Giờ thầy giải nhanh bài này. Cho một tam giác vuông. Rồi, tam giác vuông. Rồi, tam giác vuông ABC. Trong đó AB phần AC là bằng 4 phần 3. 4 phần 3 ha. À, đâu có, BC bằng 10 chứ. AB trên AC là 4 phần 3. Như vậy AB
là bằng 4 phần. AB là bằng 4 phần. Còn AC là bằng 3 phần. Vậy BC là 5 phần. Theo định lý Pythagore, BC là 5 phần. 5 phần là 10, vậy mỗi phần là 2. Mỗi phần là 2. Mà AB chiếm 4 phần, vậy AB bằng 4 x 2 bằng 8. Nhẩm luôn cũng ra mà. Vẽ hình chi cho mệt. Hai cạnh góc vuông là 3 và 4, thì cạnh hiên bằng 5. Trời ơi. Mấy câu trên này thì dễ rồi. Rồi cái này bấm nha. Căn 80 cộng căn 45 trừ căn 5 nhân cho căn 5 30. Căn 23 cộng 8 căn 7 trừ cho căn 7 bằng 4. A bằng 3, tan B là bằng AC chia 3, vậy là 6 chia 3 được 2. F0 thì bằng 3. Rồi các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy liền đi ha. Còn muốn học các khóa học của thầy thì vô trang web của thầy rồi đăng ký ha. Đây nè, nó nằm đây hết ha. Khóa 92 thì thầy vài ngày nữa thầy mới ra nha, các em thông cảm ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các em ở vòng thi số 11 cấp trường nha. Đó, vòng 10 thầy giải vậy thôi đó, không giải nữa đâu, mệt rồi, mệt mỏi rồi. Bực nhất là mấy người xấu họ vu khống thầy bản quyền đó. Mình phải chung sống với những người xấu thôi, mình cũng đừng có làm gì họ các em nha.